phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch hội nghị quan chức cao cấp thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao việt nam bùi thanh sơn khẳng định kể từ hội nghị lần trước kinh tế khu vực và toàn cầu đã có những dấu hiệu tích cực nền kinh tế thế giới đã lấy lại được đà tăng trưởng và động lực tăng trưởng đó dự kiến sẽ tiếp tục tồn tại trong đó châu á thái bình dương tiếp tục là khu vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất tuy nhiên trong ngắn hạn triển vọng tăng trưởng của khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi những bất ổn và thách thức đáng kể đòi hỏi sự hợp tác đa phương cũng như các chính sách để hỗ trợ tăng trưởng đồng thời đòi hỏi phải thúc đẩy cải cách cơ cấu thúc đẩy khả năng phục hồi và tính bao trùm cũng trong khuôn khổ hội nghị lần hai các quan chức cấp cao apec và các cuộc họp liên quan cơ quan hỗ trợ chính sách diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec đã giới thiệu báo cáo về các xu thế ở khu vực apec với chủ đề toàn cầu hóa tốt xấu và vai trò của chính sách